Zinchenko, đường chọc khe của Odegaard, Martinelli không vào. Trận đấu vẫn tiếp tục, cho dù các hậu vệ của Newcastle cho rằng Arsenal đã việt vị. Odegaard chân trái, bóng đã chạm tay của Nick Pope và sẽ có phạt góc cho Arsenal. Hàng thủ của Newcastle đã tỏ ra hớ hình trong pha bóng này. Họ đã có phần khựng lại khi chờ đợi quyết định thổi việt vị. Và sau đó thì Martin Odegaard. Xhaka, pha chọc khe rất thông minh cho Bukayo Saka. Saka lại là một pha sút bóng thẳng vào vị trí của Nick Pope. Với cầu thủ thuận chân trái như Bukayo Saka thì ở tốc độ cao, đó là phương án mà Saka đã có thể thực hiện tốt nhất rồi. Fabianski đã có thể trở lại sân thi đấu bình thường. Callum Wilson cơ hội không vào. Willock và bắt bóng tốt của Aaron Ramsdale. Chúng ta cùng xem lại pha phước ở trung lộ rất hay của Newcastle United. Động tác qua người của Callum Wilson vô tình trở thành pha kiến tạo rất thuận lợi cho Joe Willock, nhưng rất tiếc là cầu thủ này lại dứt điểm đúng vào vị trí của Ramsdale. Đường chuyền của Bruno rất nguy hiểm, lại phải dành lời ngợi khen cho Aaron Ramsdale. Newcastle tỏ ra rất lợi hại trong những tình huống tấn công sử dụng tốc độ. Với sự cơ động của Jacob Murphy và Alexander Isak, thêm một pha ra vào rất chuẩn xác của Aaron Ramsdale. Anh đã truy cản ngay khi bóng kịp đến với chân của Callum Wilson. Trippier đứng trước quả đá phạt này, rất nguy hiểm. Những người cao to nhất bên phía Newcastle đều đã lên tham gia trong tình huống cố định này. Người đã chạm được bóng là Botman. Bukayo Saka, Martinelli chuyền ra, Odegaard cơ hội đây rồi, không vào. Và cứu thua xuất sắc của thủ môn Nick Pope. Những giây đầu tiên và những giây cuối cùng của hiệp đấu này thực sự là những khoảnh khắc thót tim với cổ động viên của cả hai đội. Cột dọc cứu thua cho Arsenal ở những giây đầu tiên và cái chân phải của Nick Pope cứu thua cho Newcastle ở những giây cuối cùng của hiệp 1. Kieran Trippier đánh đâu, vẫn không vào. Vẫn không vào, và đó là sự xuất sắc của Ramsdale. Bóng đã đi ra bên ngoài. Không một cầu thủ nào theo kèm với Fabian Schär, nhưng trung vệ người Thụy Sĩ này lại đánh đầu đưa trái bóng đi quá gần vị trí của Ramsdale. Và phản xạ của thủ môn này vẫn cứu thua cho Arsenal. Ramsdale, và trượt chân khá giật mình của Ramsdale. Rất tốt, Zinchenko, Bukayo Saka. Rất nguy hiểm. Đó là một pha treo bóng thẳng về phía cột xa không thành của Nick Pope. Isak, đường chuyền rất thoáng. Joelinton, cơ hội Bruno, quá nhẹ. Trong hiệp 1, Bruno đã tung ra một pha dứt điểm rất căng trong một pha phối hợp tương tự như thế này. Bóng đã chạm vào đùi, sau đó vào tay của Kivior.
VAR đã can thiệp và không cho Newcastle United được hưởng quả penalty. Bóng đã thuộc quyền kiểm soát của Newcastle, nhưng sau đó thì Fabregas lại chuyền bóng lỗi. Saka rất tốt, Jesus căng ngang, phạt góc cho Arsenal. Cú đấm bóng của Nick Pop. Vẫn là đối khách Bukayo Saka. Odegaard quả tạt. Bóng đã nằm gọn trong tay của Nick Pop. Không thể có cơ hội phát triển bóng nhanh. Bruno đứng chuyển cho tốc độ của Almiron. Trọng tài thổi phạt với cầu thủ người Paraguay. Ramsdale đang tỏ ra bị đau. Đều đã bắt được bóng trong tay, nhưng tác động của Almiron đã khiến trái bóng rơi ra khỏi tay của thủ môn bên phía đội khách của Fabregas với Nketiah. Saint-Maximin, Alan Saint-Maximin sút ngay, sẽ có phạt góc cho Newcastle. Không hề có lỗi. Anderson, Almiron. Quyết định dứt điểm kỹ thuật của cầu thủ người Paraguay đã không qua được tầm kiểm soát của Ramsdale. Bóng vừa chạm chân của Nelson, vừa chạm những đầu ngón tay của Ramsdale. Đây là một ngày thi đấu tập trung và hiệu quả của Aaron Ramsdale. Chưa một lần họ thành công. Và bắt bóng rất tốt của Ramsdale. Tình huống chủ động băng ra và bắt gọn bóng.